10 thứ cần thiết nhất để bạn sẵn sàng bước sang độ tuổi 20, đó chính là chủ đề ngày hôm nay. Vậy thì tại sao Hạ lại không chọn một cái độ tuổi khác mà Hạ lại chọn ngay cái con số khá là tròn chỉnh đó là 20 để mà nói về? Thực chất á, thì tuổi 20 là một cái độ tuổi khá là lưng chừng. Nó là một cái sự chuyển tiếp từ thế giới tuổi teen sang thế giới người lớn và bắt buộc các bạn cần phải có một cái sự chuẩn bị sẵn sàng để bước vào cái độ tuổi khá là khủng hoảng này. Và thực ra thì Hạ đã đi qua cái tuổi 20 chỉ tầm khoảng một vài năm thôi, và người ta thường bảo là độ tuổi 20 dường như có một cái gì đó khá là đẹp, khá là rực rỡ, nhưng mà kiểu tuổi 20 của Hạ cũng hơi bị nhạt nhẽo và hơi bị nhàm chán một chút xíu. Phần lớn là do Hạ không chuẩn bị nhiều thứ và cũng không có nhiều kiến thức. Thì sẵn đây, Hạ muốn ngồi xuống và nói về những thứ bạn cần nên chuẩn bị khi bước sang độ tuổi 20. Nhưng 20 Hạ chỉ lấy là một cái cột mốc thôi. Bạn có thể là 21, 22, 23, thậm chí là 24, 25. Nếu vẫn chưa có chuẩn bị một trong những thứ sau đây thì các bạn cứ chuẩn bị ngay từ bây giờ cũng còn kịp đấy ạ. Các bạn ơi, các bạn nên chú ý và quan tâm đến cái làn da của mình một chút xíu thông qua cái việc lựa chọn cho mình được một cái quy trình skincare cơ bản nhất nè, tối giản nhưng mà phải phù hợp với làn da của mình. Và thú thật với các bạn là năm Hạ 20 tuổi, thực sự Hạ rất là hoang mang trước rất là nhiều luồng thông tin, bởi vì ngày ngày Hạ sẽ tiếp xúc với internet nè, Hạ cũng xem một vài beauty vlogger thời điểm bấy giờ để review về sản phẩm ABCDES GHIKLM gì đó, trời ơi, nhiều lắm. Và lúc đó mình ngồi xuống và mình cũng không hiểu tại sao là mình sẽ chọn cái gì đây, trời ơi nó nhiều quá và công dụng. Đó, Hạ hoang mang vô số luôn. Nhưng mà Hạ muốn đúc kết lại một điều cho các bạn rằng là cho dù bạn chọn một cái sản phẩm nào đi chăng nữa thì các bạn cũng phải đảm bảo những cái sản phẩm cơ bản nhất. Đầu tiên, đó chính là bạn nên có một cái kem tẩy trang. Thứ hai nữa đó là phải được cho mình một cái chai sữa rửa mặt nha mọi người ơi. Tiếp theo là bạn nên có một cái kem dưỡng. Hạ nghĩ là ở độ tuổi 20 á, bạn không nên làm trắng quá vội, mà mình chỉ cần làm cho cái làn da của mình khỏe thôi. Có nghĩa là hãy dưỡng cho nó, hãy cấp ẩm được cho cái làn da của mình bóng lên, căng mịn, khỏe khoắn là được rồi. Và cuối cùng, một cái mà các bạn lưu ý thực sự cần thiết vô cùng, đó chính là kem chống nắng. Hạ không phải là một chuyên gia về mỹ phẩm nên Hạ cũng không có cách nào để phân tích được, nhưng mà chung quy lại thì các bạn nên chọn cho mình ít nhất là những cái sản phẩm mà cần thiết nhất Hạ vừa nói trên. Và Hạ nghĩ một cách đơn giản như thế này: trước khi bạn học make up làm sao cho xinh đẹp nhất thì bạn hãy nên học cái cách làm sao cho skincare đúng cách nhất. Bởi vì khi mà skincare đúng cách thì làn da của mình trở nên khỏe mạnh hơn, và từ đó thì dẫn đến cái việc là cái lớp make up nó cũng sẽ lên một cái tông hết sức là tự nhiên. Bạn hãy để cho cái khuôn mặt của mình trở nên rực rỡ và sáng hơn một chút xíu thông qua cái việc làm make up và bắt đầu làm quen với một số sản phẩm. Thật sự thì nghe tới đây một số bạn kiểu cho không hả, em tự tin rồi, em thấy em đẹp tự nhiên rồi, em không có muốn tô son trét phấn gì nữa, trời ơi ghê. Thật sự đó là một cái quan điểm hết sức là sai lầm mọi người ơi. Khi mà bước sang độ tuổi 20, Hạ không bắt buộc các bạn cần phải có một cái bộ đồ make up hết sức là lỉnh kỉnh đủ thứ đồ, từ eyeliner, rồi shadow, rồi highlight, bắt sáng các kiểu, không cần thiết. Bạn chỉ dừng lại những sản phẩm hết sức cơ bản cho Hạ. Đầu tiên, bạn cần phải có được là một thỏi son màu đỏ. Hạ không cần biết là các bạn có sở thích sưu tầm son hay là bạn sở hữu bao nhiêu cây son, nhưng chỉ ít trong túi của bạn cần phải có một loại son đỏ như thế này. Thực sự bởi vì cái thỏi son đỏ là một cái thỏi nó basic và hầu như nó phù hợp với nhiều kiểu dáng độ khác nhau và nhiều trường hợp sắc khác nhau và nhiều loại da khác nhau luôn. Và thứ hai nữa là các bạn ơi, bây giờ các bạn 20 tuổi rồi, làm ơn ngồi xuống và lấy cái gương ra trước mặt mình như thế này nè, coi thử cái hàng chân mày của mình nó lỉ xỉ chỗ nào, thì chúng ta bắt đầu lặt bỏ cái chỗ đó đi. Mình phải tỉ tót lại cái hàng chân mày của mình cho vào khuôn đúc một chút xíu và sau đó sắm ngay cho Hạ một cái chì kẻ chân mày như thế này. Và bạn chỉ cần tô theo cái đường mà chúng ta đã tỉ sẵn rồi ấy, làm cho cái khuôn chân mày của mình trở nên đẹp hơn một chút xíu. Thật sự thì lúc đầu nó hơi khó khăn, và lúc Hạ 20 tuổi lần đầu tiên Hạ ngồi xuống và cũng kiểu trời hú hồn má ơi, làm sao làm, đừng có để con cái lên cái xuống thì nhìn rất là kỳ. Nhưng mà hãy yên tâm ha, chúng ta là một thời gian rồi cũng quen tay thôi, và chỉ cần một cái cây chì kẻ chân mày rồi thêm một cái thỏi son như vậy thôi là tự nhiên cái khuôn mặt mình nó khác hẳn à, nó trở nên nhìn nó hay thích, nhìn cũng xinh. Lúc đó thì bạn sẽ cảm thấy wow, tại sao mình không sử dụng này sớm hơn. Và sau khi đã có hai món đồ đinh này rồi, tiếp theo bạn muốn cái con mắt mình long lanh hơn một chút xíu, chớp chớp, hay là một cái má nó hơi đỏ hồng một chút xíu, thì cái việc tiếp theo là Hạ nghĩ bạn không nên mua lỉnh kỉnh đồ, bởi vì mình không biết bắt đầu mua những thứ gì tiếp theo ấy. Thì cái lời khuyên của Hạ là nên mua một cái bộ tích hợp luôn. Bạn
nên đến một vài cái nơi nào mà bán mỹ phẩm uy tín á, và có một cái bảng như thế này ở trong hả, nó có luôn cái kẽm mắt nè, có má hồng nè, có son nè, ba món như thế này thôi đã quá là tuyệt vời cho một bạn mới bắt đầu makeup rồi. Và khi bạn bước sang độ tuổi 20 thì cái tuyến mồ hôi của mình bắt đầu hoạt động hết sức là mạnh mẽ. Cho nên là các bạn hãy chú ý cái mùi hương cơ thể của mình một chút xíu nhé. Thật sự là một cô gái hết sức là gọn gàng từ trên xuống dưới, từ A đến Z ok hết. Nhưng mà tự nhiên cái mùi viêm cánh hay là tự nhiên cái mùi hôi của tóc, rồi mình bạn chua lè chua lét thì liệu có còn ấn tượng không? Hà nghĩ là không, làm cho người khác cảm thấy rất là khó chịu. Cho nên làm gì thì làm, các bạn nên đầu tư cho mình một loại nước hoa. Thực sự cái nước hoa bạn không cần phải mua full size đâu, chỉ cần mua những cái loại nhỏ nhỏ mini size để sử dụng dần dần thôi. Bởi vì nếu mà bạn không quen á, bạn bỏ nguyên cả cái hộp full size thì rất là phí. Đó, hả, recommend với mọi người chỉ nên mua những cái loại nhỏ nhỏ như thế này thôi. Đó, rất là nhỏ để khi mà bạn đi du lịch á, bạn lên máy bay hoặc là bạn muốn di chuyển đâu đó thì bạn cũng bỏ vào cái túi thì nó cũng nhỏ gọn hơn nữa. Tiếp theo nữa, trời ơi, nghe cái mùi viêm cánh của mình thì làm ơn tắm rửa ngày 2 lần hoặc là làm sao để cho nó sạch sẽ nhất có thể bằng việc là bạn có thể đâu rồi. Ồ, hả, quên em vào rồi. Cái lăn khử mùi 24 giờ đó, bạn cứ mua rồi xức vào. Nếu như bạn nào mà không chịu được cái mùi mỹ phẩm bởi vì cái vùng nách của bạn hơi nhạy cảm á, thì chỉ cần cắt một cái miếng chanh rồi bạn chà vào để ngăn cái mùi hôi thôi là quá ok rồi. Nếu như bạn không quen xài cái việc nước hoa hoặc là lăn khử mùi thì chí ít bạn cũng nên tắm sạch sẽ bằng những cái dầu nó có mùi thơm lâu một chút xíu và gội đầu sạch sẽ. Và điều thứ tư là các bạn nên chuẩn bị cho mình một chiếc túi mà đựng ở trong đó hầu hết những cái đồ hết sức là cần thiết và cứu bạn trong những trường hợp hết sức là nghiệt ngã, éo le và khẩn cấp. Ồ, nó như là chiếc túi thần Doraemon vậy á. Đây, ta-da-da-da. Hạ có một chiếc túi như thế này nè, mà trong đây thì Hạ đựng một số thứ. Đầu tiên, đó là băng vệ sinh. Thực sự rất cần thiết nha. Có những cái lúc mà mình bị mà mình không có cũng hơi bị mệt đó. Tiếp theo nữa, nếu mà bạn nào đau bụng mà kiểu những cái ngày dâu như Hạ thì phải có thuốc. Hạ lúc nào cũng phải có thuốc ở trong cái túi này hết trơn á. Tiếp theo nữa là bạn cần phải có một cái khăn giấy ăn hoặc là khăn giấy ướt. Còn không có nữa thì ít ra bạn cần phải chuẩn bị cho mình một cái rửa tay. Một cái chai rửa tay như thế này thực sự nó khá là độc. Bạn Hạ nghĩ là không nên sử dụng thường xuyên đâu, nhưng mà trong một số trường hợp thì nó sẽ cứu mình khá là nhiều. Và đặc biệt là khi mà chuẩn bị nắm tay, chuẩn bị đi chơi, chuẩn bị được ai đó nắm tay mà kiểu cái tay mình mới ăn ghẹ, ăn hải sản xong chưa kịp giữ thì kiểu đó vậy thôi. Thân cái trùng khiếp. Tiếp tục nữa, đó là đây Hà có thêm một cái cuộn băng keo. Ở đây là một cái cuộn chỉ với kim, một cây kim băng và một cây kéo nhỏ. Đây, Hạ lúc nào cũng đem theo. Tại sợ rách quần, rách áo gì đó thì mình có cái để mà mình khâu vá lại. Và cái điều thứ năm khi bạn đã bước sang độ tuổi 20 là hãy chủ động chuẩn bị cho mình những cái giấy tờ cần thiết và quan trọng nhất đối với cuộc sống của mình. Đầu tiên là phải kể đến tấm passport. Thật sự khi cái tấm hộ chiếu này sẽ nhiều bạn bảo là ok, mình từ từ mình làm cũng được, không có sao. Nhưng lời khuyên của Hạ là bạn hãy nên chuẩn bị trước năm 20 tuổi. Mình cứ làm để đó, bởi vì cái thời hạn của một cái tấm hộ chiếu này kéo dài đến tận 10 năm. Và các bạn nên chuẩn bị nó đi, bởi vì du lịch bây giờ họ đã mở cửa rồi. Cái việc đi nước ngoài nó không còn khó khăn như cái thời trước nữa. Thậm chí là sang cái nước bạn là Thái Lan cũng rất là rẻ, 5 triệu, 7 triệu, 8 triệu là bạn có một cái chuyến đi hết sức là vui vẻ và trải nghiệm quá tốt rồi. Cho nên làm gì thì làm, bạn nên có một cái tấm hộ chiếu nhé. Và tiếp theo nữa, Hạ nghĩ là bạn vẫn chưa có quan tâm nhiều, nhưng khi bước sang độ tuổi 20 thì cần phải chú ý, đó là cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Thực sự khi mà bạn theo học ở trường cấp 3 hay là trường đại học hay bất cứ một cái trường trung cấp cao đẳng nào thì họ cũng đã mua sẵn cho bạn một cái bảo hiểm y tế hoặc là bảo hiểm thân thể như một điều bắt buộc. Nhưng những bạn mà không đi theo học mà bạn làm cho những cái công ty tư nhân hoặc là đi làm ở ngoài thì bạn nên chủ động chuẩn bị cho mình một cái tấm bảo hiểm như là một cái sự đầu tư an toàn, một cái sự bảo vệ sức khỏe và tính mạng của mình. Hà nghĩ là các bạn cũng nên photo và công chứng sẵn những cái giấy tờ liên quan đến sổ hộ khẩu nè, giấy chứng minh nhân dân nè, bởi vì khi trong những cái trường hợp khẩn cấp thì các bạn không phải chạy đôn chạy đáo gấp rút để mà chuẩn bị những giấy tờ đó nữa.
Và khi bạn đã bước sang độ tuổi 20 rồi thì làm ơn hãy quan tâm và chăm sóc cái ngoại hình của mình thiệt là nhiều. Bởi vì một ai đó khi gặp bạn lần đầu tiên, họ không cần biết cái tâm hồn của bạn đẹp đẽ, dễ thương ra sao, mà người ta nhìn thấy bạn lôi thôi lết thết là rồi fail. Cho nên là cái ấn tượng đầu tiên về ngoại hình hết sức là quan trọng. Bạn cần phải chỉnh chu và chuyên nghiệp thông qua cái việc là bạn cần phải học cách làm sao cho mix đồ một cách ok nhất. Không cần phải kiểu high fashion đâu, chỉ cần bạn nắm được một vài cái quy tắc cơ bản trong cái việc mix đồ. Ví dụ, nếu là con trai á thì bạn mặc áo sơ mi đóng thùng, mặc quần tây màu đen, mang giày tây màu đen, nhưng cái đôi vớ màu trắng là bị fail rồi đó. Rồi nếu mà bạn nữ mặc áo hai dây, mặc áo trễ vai mà không có cái áo vây, dạng giày nào không có cái áo cúp ngực mà nó lòi ra hai cái sợi dây lên như thế, nhìn rất là vô duyên. Thứ hai nữa là tự nhiên đang mặc cái áo trắng ở ngoài quất cái cặp áo mà ở trong màu gì ta, màu hồng, màu tím là thôi rồi, là cảm thấy phản cảm. Và tiếp theo nữa là những bạn nào mà chuyên mặc những cái bộ váy nó hơi ôm body một chút xíu, hay đặc biệt là những cái chân váy hình chữ A, thì nên đầu tư cho mình một cái quần lót lọt khe như thế này. Bởi vì lúc đó thì trông bạn sẽ chỉnh chu và chuyên nghiệp hơn một chút xíu. Bây giờ các bạn thực hành cho Hạ luôn nè. Nhìn xuống, coi thử móng tay móng chân của mình có bẩn không, trong kẽ có nhiều đất không, rồi có dài không, thì làm ơn lấy cái đồ cắt móng tay ra cắt vừa coi tiếp video này đi. Còn không nữa, ngày mai bạn nào mà có tiền chút xíu thì mình ra mình làm móng, mình sơn một cái lớp pastel lên cho nó xinh xinh một chút xíu. Wow, perfect. Vậy thôi, đơn giản, nhưng mà những cái chi tiết nhỏ nhặt đó sẽ làm cho bạn trở nên chỉnh chu và chuyên nghiệp hơn. Và thứ bảy đó là bạn hãy học cách tự chăm sóc bản thân của mình thật tốt. Hãy biết đa phần những bạn ở lứa tuổi 20 á, thì họ phải rời xa ở gia đình của mình để bước vào một cái cuộc sống tự lập và xa nhà. Ví dụ như việc đi học nè, đi vào thành phố nè, hoặc là đi du học, thì các bạn phải làm từ A đến Z những gì liên quan đến bản thân của mình. Từ việc là bạn phải học cách nấu ăn. Mình không cần phải nấu ăn cầu kỳ hoa lệ đâu, chỉ cần một vài món đơn giản, ít ra cũng phải biết rán trứng nè, cũng phải biết nấu canh nè, biết luộc rau, biết nấu cơm, đấy, vân vân. Và bạn nên có điều kiện thì học một cái môn thể thao nào đó, như là gym, học yoga, học thiền định. Nhưng nếu như bạn nào mà không có thời gian, bạn lúc nào cũng luống cuống vào cái công việc học hành công việc á, thì bạn hãy ưu tiên cho cái việc là vận động nhiều bằng việc là đi bộ nè, hoặc là chạy nhảy nè, hoặc là đùa giỡn, thì mình làm cho cái bản thân của mình năng động hơn, hoạt động nhiều hơn. 20 rồi, đã đến lúc bạn nên quan tâm về cái việc lập nên kế hoạch chi tiêu của mình. Bạn nên chi tiêu ít hơn số tiền mình kiếm được, và đồng thời là bắt đầu tiết kiệm một ít đi. Bởi vì họ biết là có nhiều bạn đang trong độ tuổi 20 là đi làm thêm nè, họ có một cái số tiền dư giả, nhưng mà thường thì mua sắm hơi quá liều. Bởi vì ở lúc 20 mà mình kiếm được nhiêu thì mình xài bấy nhiêu thôi, ngu gì mà tiết kiệm, đúng không? Nhưng thật sự các bạn, Hà bước sang tuổi 20 và cái điều Hà hối tiếc nhất đó là tại sao lúc đấy Hà không tiết kiệm thật là nhiều. Bởi vì trong những cái trường hợp khẩn cấp, ví dụ như mình ốm đau nè, hay là mình bị va quẹt ở trên đường, xe bị hỏng hóc đâu đó, thì ít ra mình cũng có một cái số tiền để mình chi trả trong những khoản đó. Và tiếp theo là bạn hãy học cách giao tiếp và tích lũy cho mình càng nhiều kỹ năng mềm càng tốt. Bởi vì khi mà mình đi làm rồi á, những cái kỹ năng mềm vô cùng quan trọng, ví dụ đi, đó là kỹ năng thuyết trình nè, kỹ năng nói trước đám đông nè, kỹ năng soạn thảo văn bản nè, Excel, Word gì đó, trời ơi, quá trời luôn. Và bạn cần phải tích lũy càng nhiều thì càng tốt, bởi vì nó hỗ trợ cho bạn trong rất rất là nhiều trường hợp khác nhau. Và bạn hãy tự tạo cho mình một cái môi trường để giao tiếp. Ví dụ bạn hãy tham gia thiệt là nhiều những câu lạc bộ sinh hoạt đội nhóm nè, hoặc là những cái câu lạc bộ thiện nguyện, văn thể mỹ, rất là nhiều thứ, rất là nhiều môi trường để bạn có thể tạo nên cho mình cái bản tính tự tin, những cái kỹ năng mềm, và thậm chí là cái kỹ năng giao tiếp giữa người với người nữa. Và điều cần thiết cuối cùng đó là các bạn ơi, các bạn hãy đầu tư cho mình một quyển sổ tay và một cây viết như thế này. Lập 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 lập. Rớt rồi. Đó, bạn nên mua một quyển sổ tay và có một cây viết kẹp lại, để mà mình bỏ vào cuốn sổ và mình có thể dinh đi bất cứ nơi đâu mình muốn. Và có nhiều bạn bảo là tại sao trong smartphone nó có phần ghi chú, mình không sử dụng nó luôn đi. Nhưng mà đã sử dụng rồi và cảm thấy nó không hiệu quả. Bằng việc là mình sẽ sử dụng quyển sổ tay và mình viết những gì mình thích ở trong này. Có thể đó là mình vẽ vời một chút xíu, mình viết câu thơ, chép nhạc, hoặc thậm chí là mình sẽ lên kế hoạch hoặc là ghi chú lại những gì mình còn làm trong một ngày, hoặc là mình lên kế hoạch về tài chính. Và khi bước sang độ tuổi 20, phải gọi là 20 cộng 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 luôn á,
thì cái việc cân bằng thời gian, sử dụng cái thời gian hiệu quả là một cái bài toán vô cùng khó khăn. Và ngay cả bản thân của Hà bây giờ khi bước sang độ tuổi 20 rất là lâu rồi, nhưng mà mình cũng cảm thấy khá là khó khăn trong cái việc làm phân bổ thời gian sao cho hợp lý. Vì vậy mà những bản kế hoạch luôn luôn được lập ra hàng ngày, hàng tuần, hàng năm để mà có thể Hà làm nó hiệu quả hơn một chút xíu. Đúng là Hà không phải là một con người hoàn hảo để đưa ra bất kỳ một lời khuyên gì dành cho các bạn cả, nhưng chí ít Hà là một cô gái đã trải qua cái tuổi 20 hết sức là hoang mang, bỡ ngỡ, và thời điểm bây giờ thì không có ai kiểu bên cạnh và chia sẻ cho mình một số thứ cần phải có trong cái độ tuổi 20 này. Thì ngày hôm nay Hà lại ngồi xuống đây và Hà muốn chia sẻ những gì mà Hà biết, những cái kinh nghiệm của bản thân đã trải qua như là một món quà để dành tặng cho các bạn. Và đặc biệt là Hà cũng hơi nhớ các bạn bởi vì một tuần rồi Hà không có post một chiếc video nào lên trên kênh của mình hết. Và ngày hôm nay chúng ta đã gặp lại nhau, các bạn nhớ like, subscribe và nhớ nhấn cái chuông bé bé xinh xinh để cho chúng ta có cơ hội gặp lại nhau vào mỗi tối thứ ba và tối thứ sáu hàng tuần trên kênh của Hà Xuân Mai nha. Bây giờ thì bye bye. I sit the liquor bus, much too harsh. Chase me down, chase me down.